Như anh tính thử coi một ký sầu riêng mà làm ra là khoảng bao nhiêu cái chi phí đầu tư ta? Giai đoạn mà vô thu đều rồi nha. Cái đấy thì anh không biết, nhưng mà anh chỉ tính tiền này. Ví dụ anh thu được 1 tỷ anh bỏ 200 triệu, Hàng cả tỷ công rồi. kiếp phân thuốc thoải mái, đâu cứ 1 tỷ bỏ 200 triệu là phân thuốc thoải mái, đâu Anh cho bỏ thôi. riêng. Ví dụ thu được 2 tỷ thì bỏ ra 400, bỏ vô tài khoản riêng, phân thuốc rồi công rã ngay, chứ đừng có để mà mua xe rồi hết rồi sau này là đánh nhau về phân. Phần 16 tám đấy bỏ được 1 kg cây thôi, mình phải cho ăn từ từ. Ăn đều, tháng nào cũng bỏ, tháng nào cũng bỏ, Cứ tháng cứ 1 ký tháng cứ 1 ký. tháng ký tháng nào cũng bỏ. Như họ thì họ bỏ 2-3 kg, họ nghỉ 3-4 tháng, nhưng mà anh tháng nào cũng bỏ. Nhưng bây giờ nó giáp tàn hết rồi thì đâu tính ký mà tính hét thôi chứ gì thì sao tính ký Không được. vẫn ký, ví dụ một đám này 50 cây thì 50 kg, mình cứ chia 50 kg thôi, chứ tàn kệ nó, chứ mình đâu dùng gốc đâu, dùng dùng hết đám thì đâu dùng gốc Bùng đâu, bùng đều hết luôn. vùng đều hết không, không cái nào hở đấy. Thì cứ vậy thôi, cứ 50 cây là 50 ký thôi. Nhưng mà cái NBK đó đợt này mình bỏ cái hồi nãy 16 16 8. Đợt sau cũng bỏ y nó hay là bỏ một món khác? Đợt sau là bỏ thằng khác nữa, Thằng khác là 3 số gọi 20 20 15 chẳng hạn, nó đủ thứ đấy. Nhưng mà tháng này mình bỏ cái thằng kia rồi Ừ. qua tháng sau tiếp tục vẫn Tiếp tục NBK tiếp. tiếp cũng được, mà đổi phân khác cũng được, nhưng với đừng bỏ DB. Sao vậy? Thằng DB này nếu nó những chất đạm nhiều nó xì mũ ghê lắm, nên bỏ thì không bỏ Nghe DB, hả? đừng bỏ Nghe hả? không bỏ thì anh tự giải, không bỏ DB từ bây giờ đúng không. Thằng DB thì họ bỏ thì anh nghe họ bỏ nó sung quá, nó xì mũ nhiều. Còn ví dụ thằng thằng 16 8 thì là nó có ba chất đấy, Nó nó cân cũng đối rồi hả? cân đối ba chất này, nó cái cây nó áp dụng được. Còn cái thứ kia thì đạm nhiều quá đấy. Năm năm nay có cột kỹ hết trái không anh, hay là neo quá, nó nhiều Cột quá hết rồi chứ, hả? Cột hết luôn hả? cột từng trái rồi chứ, còn kỹ Ừ, hơn năm ngoái không. nó nhiều quá thì cột, mà sao mấy vùng khác nó sợ, em thấy họ, họ ít cột ghê á, mà mình vùng mình kỹ ghê luôn. Ví dụ của anh một chùm bốn trái thì tách hết, Một tách kêu riêng anh hả? em tách hết ra một đều một trái, đều một trái cái trái tách Cột ra, hết. đừng để chùm chùm. Ví dụ chùm bốn trái này mình xịt không vô được, cái con sâu nó là giữa đấy, Nó ảnh là hưởng độc bốn nhiều. trái đấy, có nghĩa là bốn trái được 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 800 ngàn, nhưng mà có sâu chỉ được có 200 thôi, Nó độc hết à? được hết sao. Nên là cái công chứ chùm bốn trái tách hết, cột hết, cột ra hết, cột ghê lắm chứ, cột cột cả tháng ấy. Như theo anh Thiết, những cái cây này thì chuẩn bị tới anh có cắt không? Hay là anh để luôn, Không, có trái không? cái này không cắt nữa, cây này mấy cây không cắt nữa. Cái cành này có trái nổi không? Nổi chứ em, Đâu không? mà không có trái nổi cũng phải để, Ủa cho nó hấp thu cái cành khác chứ đâu cắt được. vậy hả? Nếu mà cắt thì được hết à. Em cứ nghĩ là cành này không có thể mang trái Nếu được mà không cắt có trái bỏ. được vẫn phải để, để cành cho có cành của ấy nó hấp thu để nó nuôi cành khác, chứ chứ đâu cắt được. Nếu cắt như vậy thì cắt nhiều, Phải thông thoáng ha. cái như vậy là cắt được hết rồi đấy, được đấy, không cắt nữa. Cái cành nào không được trái cũng kệ đó. Anh như như anh tính thử coi một ký sầu riêng mà làm ra là khoảng bao nhiêu cái chi phí đầu tư ta, giai đoạn mà vô thu đều rồi nha. Cái đấy thì anh không biết, nhưng mà anh chỉ tính tiền này. Ví dụ anh thu được 1 tỷ anh bỏ 200 triệu, Hàng cả tỷ rồi. công kiếp phân thuốc thoải mái, đâu Nghe cứ 1 hả? tỷ bỏ 200 triệu là phân thuốc thoải mái, đâu Cho bỏ thôi. riêng. Ví dụ thu được 2 tỷ thì bỏ ra 400, bỏ vô tài khoản riêng, phân thuốc rồi công rã ngay, chứ đừng có để mà mua xe rồi hết rồi sau này là đánh nhau về phân. Nhưng mà cái phân thuốc đó là gồm công chưa? 20% là gồm công Cả cái công hết, cả công thuốc hết đúng không, công phân thuốc hết đúng không, công phân thuốc hết, tức là 1 tỷ bỏ ra 200 triệu, 2 tỷ bỏ 400 là một cái công thuốc hết. Anh tính tiền tiền này cho anh, không có tính trái. Cái món quà này là anh lấy ở đâu? Mình tay lên hả? Anh ấy mười tay là 14 ngàn một bao này. Ôi sao nó thiết kế cho nhỏ gọn nha, mà đúng là bỏ cái này nó phù hợp cho nhiều chỗ, họ đóng cái bao bự quá khó bỏ Thì lắm. anh cũng tính mua bao bự, cái bao bự thì nói chung 24 25 ngàn, nhưng mà mình anh em mình mua bỏ 8 bao, cái đấy mình bỏ 4 bao thôi, nhưng Vác mà nó mình mệt bỏ nhỉ. 4 bao nó không đều, còn bỏ 8 bao nó đều xung quanh được nè. Chưa đâu, cái này có tháng 10 hết nắng anh bung ra, bung hết, bung rải đều hết ra Nhưng mà anh ủ nó khoảng thời gian bao lâu thì anh mới bung nó ra cái đấy, này từ từ bây giờ này tới tháng 10. nè? Cứ để vậy luôn. Để lúc để vậy không bung tháng 10, bây giờ bây giờ bung á là mưa nó ra 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 hết, mưa trùng nó ăn này đấy, con trùng nó ăn rồi nó ăn xong nó ủn đất, nó xốp đó, nó xốp đó. Nó chưa có rễ hả? Mới sao giờ mình thấy là mưa nó trôi hết, Cứ vô nắng mới đầu rải. cứ vô nắng bắt đầu rải, bung hết ra rải xung quanh hết là tưới nước cho nó. Chứ bây giờ rải là mưa mới chạy, là nó còn có sát không à, Vậy không bao sau giờ. khi thu xong mấy cái gốc rồi đây là dưới đất rồi anh có tưới xử lý nấm đều cho nó không, hay là Ôi, tới chứ, tưới tới thành nhiêu tới à tới ADS chứ. ADS? Ừ,
một phi nằm 6 gói. Aries là cái gì ta? Cái gói nó để là Aries hả? Ừ, hình như trong trong bao cũng có cái à, hả? Aries, tôi gói để Aries, Aries không? ADS. Ừ, à, Aries. Aries. Ừ. Cái gói bị phong bì con. Dạ. Cái một phi là quất 6 gói. 6 gói mà đấy, này. Cứ tưới xung quanh gốc nè, phải tưới nha, tại vì một năm mới được 2 bận. Cái này ít, còn có thì 4 bận được và đẹp. Nó không ấy phải tưới 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 đỡ bệnh lắm, chứ không là nó xì mũ hay nó ấy lắm, Là tưới tưới mình tưới góc thôi, góc gần thôi, từ trong góc tưới ra đúng rồi, vòng vòng đây hết. chúng dùng cái gốc là 1 mét ra đây xung quanh À, là tưới hết. nó bị rễ, mà mình ngừa rễ mà À. phải tưới, là không bị phải tưới, chứ mà để bị rồi tưới nào thua. Cái đó là xử lý bớt ba cái nấm để Chính xác, nó gây lắm đấy, nó vàng lá nấm rụng rồi nó phải tưới chứ. Năm bèo dịu 2 bận là tệ nhất. không. Có một xịt ở trên cây thì năm 2 bận iPhone bằng chết, Một một năm năm hai bận hai hả? bận thôi, Mắc không? Cái đó mắc không? thì mắc thứ cái tiền này mang của dắt cũng giữ, mà cả phốt cũng giữ, nhưng mà À, mình xịt xịt ngừa thì mình xịt chỉ cỡ 300 một phi thôi, ngừa 300 thôi, duy phi chứ trì nó không. thôi. Còn cái lúc trái thì mình xịt chiến đấu luôn, lúc trái mình vô trái là mình phải xịt chiến đấu đấy, mình xịt đúng mức của nó đấy, chứ không đúng mức nó không bớt đâu. Cây này là nó đi một cơi bắt đầu lụa hết rồi đúng không? Đấy, một cơi Mới một cơi hả? Thằng ri kia nó lẹ hơn phải không? Nó đi trước à? Đi trước mà. Cái này bây giờ chính xác nó là bao nhiêu năm rồi anh? 10 năm cây hả? Là 10 năm. Đúng 10 năm hả? Đúng 10 năm. Còn cái cây mà mình trồng chữ ngủ kia cây là? Đấy. Cái được được 7 năm, chứng được 7 năm. À, 3 năm cho mới trồng. 3 sao trồng. Thì 3 sao đi hội thảo đấy. Cái ri hội thảo thì họ kêu là trồng chen để thụ phấn chéo. Nhưng mà sau này cũng phải ông cây ra trước ra sau cho thụ phấn. Mình hồi xưa đâu biết đâu. Mà đúng, nếu mà đúng nhà vườn mà muốn ngon ấy thì đừng có trồng chữ ngũ, trồng đúng là 8 mét một cây, 8-9 mét một cây. Nói chung là vuông cầu là 8 mét một cây, đất 9 mét. Bằng đất bằng là trồng đất bằng tám mét đó, có đồi khác nha, đồi trồng đồi thì trồng 6 mét thôi, chứ trồng mấy cái dày đồi cái bậc trên bậc dưới làm sao tới được. Sáu mét thôi, bụi cái bụi 6 mét, còn hàng cách hàng 6 mét, bởi vì cái bậc trên bậc dưới là đồi mà. Đồi này đâu đâu có bằng được. Cây cây trên lên cao, cây này cây dưới mới mới đuổi theo làm sao đuổi kịp. Cái này 6 mét tùy theo đất nha, đất bằng thì cứ 8 mét vuông, nhưng mà nó cũng cũng không dám cưa. Mình chơi cách là cứ cắt đọt rồi đi, cắt đọt thằng thằng đấy đấy, cắt mấy à cắt nó thôi, còn mấy này để không mình để, nhưng chính để cắt thằng phụ thôi, phụ. Cắt đọt cho nó khỏi đâm quay thôi. Em lúc đầu em phân vân là em cứ nghĩ là bây giờ mình chỉ dứt hết cái khúc dưới này để cho cái tàn đi lên trên luôn, thả đọt luôn là không. Mình ăn cái khúc trên không, còn khúc dưới mình dứt hết bỏ được. Cao quá xịt thuốc không được nha. Cao quá xịt thuốc không được, vậy là bây giờ là chốt lại bấm 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 cái này 2 năm rồi đấy, bấm ngọn đấy, nó đứng ở chứ không nên nên tới đâu đấy. Bấm 2 năm rồi đấy, còn cái ngọn kia là ngọn phụ đấy, ngọn nó ra nhánh á, mình ra nhánh rồi sửa cành lại bấm tiếp, bấm cái nhánh tiếp, bấm cái ngọn nhánh á. Quá đẹp. Năm rồi được cái giá cả cũng ngon, mình xù hết sướng. Trái này cũng cũng 4-5 ngàn, trái 7-8 ký 4-5 ngàn, cái này thì cần hết, không có cãi nhau, không có lựa chọn nữa. Không được, nó ăn được. Mà năm tới nó còn còn một giá nữa, bây giờ nó thông thương, nó thông thương rồi, nó ký kết với Trung Quốc ấy. Đắk Lắk bữa này năm mấy rồi? Nó nhập chính ngạch đấy. Năm sang năm mới ngon đó này. Năm vừa rồi nó không nhập chính ngạch, nhập lung tung ấy mà còn giá vậy đấy. Giờ nó bắt đầu nhập chính ngạch rồi đấy. Khúc đó là tụi em được ăn sầu riêng sớm, giá nó thấp. Bây giờ ăn đâu dám mua ăn đâu, giờ nó mắc quá mà. Giờ chỉ còn Đắk Lắk, Di Linh, rồi mấy cái tỉnh trên trên kia thôi. Rồi giờ nó còn sầu riêng, nó vừa xô hết là năm mấy rồi đó. Vậy? Năm mấy rồi? Anh kia anh chốt 50 mà anh tiếc. Trong bây giờ nó lên là năm mấy rồi đó. Xù năm mấy rồi. Bà năm mới mở cửa gần đây mà. Xù năm mấy là nhất nghề là cũng phải 60 đấy. Nếu mà nhất nghề đấy nghe. Mà nếu mà lựa thì nó khác nha, lựa là nha. Lựa 60 6 mấy rồi đó. Nhưng mà xù năm mấy nó ngon. Năm mấy nó ngon gì, cái gì cái 40 40 mấy nó ngon kìa. Không biết. Qua đầu tiên. Rồi hôm nay mình với anh Thiết quay cho mọi người cập nhật cái cách mà giai đoạn sau thu hoạch với lại chuẩn bị làm trái, thì cái thời gian tới nếu mà mình ghé lại nữa thì nhờ anh Thiết sẽ chia sẻ thêm cái giai đoạn tiếp theo để cho những anh chị mà bắt đầu, mà có những cái anh mà anh lớn 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 tuổi hơi cứng cứng hơn em tuổi và ít tuổi á, xong ở đầu ra làm là muốn cái kỹ thuật chuẩn chuẩn chút, là muốn học theo cách làm của anh Thiết á. Mấy cái sầu riêng này để bà con này đừng tiếc, cứ đầu tư càng nhiều nó càng cho nhiều, đầu tư càng nhiều nó càng cho nhiều, bây giờ ít nó cho ít này, hiểu vậy đó. Anh em năm ngoái nó cũng 130 cây mà được 35 tấn, năm nay cũng 130 cây mà được 42 tấn. Năm ngoái 34. Năm ngoái 34. Năm nay 42 tấn, cũng 130 cây. 1 hectare đó. 1 hectare, 1 hectare. 1 hectare đúng hết rồi. Mình nghe 4 xào này, 6 xào đúng hết rồi. Rồi, chào mọi người nha. Chào mọi người đến tiếp. Chào mọi người nha.